Ok, shop phụ tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay shop của Đạt xin được giới thiệu tới cho anh em một cái sản phẩm hoàn toàn mới luôn. Cái sản phẩm này thì là một cái sản phẩm nó thuộc dạng là dành cho những anh em đam mê rồi. Nó không đơn giản là dành cho những anh em mà chúng ta chỉ cần thay thế ha. Mà nó là một cái sản phẩm, đó là một bộ tem lửa anh em. Một bộ tem lửa ha, sau cái kỳ nghỉ lễ thì cũng phải đem về cho anh em một cái sản phẩm gì đó mà nó hấp dẫn một chút xíu. Thì đây là cái bộ tem lửa nha anh em. Tem lửa rim Thái thì bình thường anh em có thể thấy ở ngoài họ bán rất là nhiều loại luôn. Nào là tồn kho, nào là hàng loại 1, thì bên mình cũng bán hàng loại 1 luôn. Hàng tồn kho, hàng loại 1, rồi hàng loại 2, rồi hàng chợ, đủ kiểu hết. Thì nó trải dài tới mức giá vài triệu đồng cho tới vài chục ngàn cũng có. Thì đây mình giới thiệu cho anh em một cái bộ tem là tem lửa nhá. Thì cái loại này anh em là chính hãng của Thái Lan. Đây, chính hãng của Thái Lan anh em ha. Đó, chính hãng của Thái Lan. Và loại này cái lưng của nó sẽ có là một cái lưng tem là sử dụng cái loại tem keo của hãng 3M, đề can của tem 3M. Thì 3M thì những anh em nào mà chơi xe rim thì anh em biết là 3M là một thương hiệu đến từ Mỹ ha, sản xuất cái dòng tem Thái, tem lửa dành cho rim Thái. Thì cái loại này á, là cái đời zin của nó nha. Cái đời zin của nó thì nó sẽ có cái loại tem 3M này. Đây, mình sẽ cho anh em coi này, nó sẽ có chữ 3M ở phía sau mặt lưng. Tí thì mình sẽ mở ra cho anh em coi kỹ hơn. Đây, mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em để anh em biết về cái loại tem 3M này, nó cực kỳ chất lượng luôn. Đây, nó sẽ có chữ 3M ở đây ha. Đây này. Mình sẽ lấy một bộ điển hình cho anh em coi này. Đây. Nó sẽ có chữ 3M ở phía lưng luôn. Rất là đẹp. Đây này anh em. Nó sẽ có chữ 3M ở đây ha. Đó, 3M này. Nói chung là rất là đẹp luôn. Cái thương hiệu 3M này là một thương hiệu băng keo cực kỳ nổi tiếng luôn, thương hiệu băng keo đề can, các loại keo dán xe hơi đó, nó cũng sử dụng 3M luôn. Thì nó đến từ Mỹ anh em, đến từ Mỹ. Và cái loại tem này thì nếu mà một số người đang bán thì mình thấy khá là giá khá là cao, không biết là loại gì. Tuy nhiên bên mình thì bán giá rất là hữu nghị cho anh em luôn, chỉ có 1.300.000 một bộ thôi. Hai bộ này ở ngoài thị trường có rất là nhiều nơi đang bán giá cao hơn. Thì tùy vào anh em chúng ta muốn mua ở đâu thì anh em mua. Tuy nhiên là tem bên mình thì thứ nhất là cam kết cho anh em đúng hàng zin, nó thẳng là zin mới nha, zin mới do Honda ASEAN sản xuất, không phải là hàng tồn kho. Còn hàng tồn kho thì mình không biết giá nó bao nhiêu. Tuy nhiên là bộ tem này mình cam kết về chất lượng giống với lại hàng zin theo xe khoảng 98%, còn 2% còn lại thì không biết nó là cái gì. Nó thẳng với anh em như vậy, nhưng mình không nói là 100%. Vì đồ mới và thôi theo xe thì có thể nó cũng sẽ chênh lệch một chút xíu. Tuy nhiên là bộ tem này anh em dán lên xe thì mình cam kết với anh em giống đến 98% luôn. Đó, thì giá là 1.300.000 một bộ. Mình có cung cấp số lượng rất là nhiều cho anh em. Thì đây mình sẽ mở ra cho anh em coi một vài bộ để anh em coi tham khảo cái chất lượng của nó như thế nào ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi luôn. Tham khảo một vài bộ đi để anh em chúng ta biết được cái chất lượng của nó như thế nào. Mất công là mình mua bỏ số tiền khá là nhiều, như là chúng ta phải tham khảo qua cái chất lượng của nó một chút xíu ha. Rồi, sẽ hạ máy xuống quay cho anh em coi. Mình không có cắt ghép gì hết nha anh em. Có sao mình quay vậy cho anh em, không cắt ghép gì hết để mất công anh em phải suy nghĩ. Đấy, không cắt ghép gì hết, cứ từ từ mà quay thôi. Đó. Anh em chúng ta cứ yên tâm về chất lượng bộ tem này nha. Tem này tem zin mới 100% của Honda ASEAN nha, Thái Lan. Cực kỳ đẹp luôn. Đây mình sẽ hạ máy xuống quay cho anh em coi nha. Thì cái loại tem này thì anh em chúng ta sử dụng cho rim Thái tem lửa hoặc là super lên tem lửa cũng được. Đây. Đây nha anh em. Rồi. Hạ máy hơi thấp chút xíu nè. Đó. Rồi. Ok anh em ha. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ lấy thử một bộ cho anh em coi nha. Thực ra là có một bộ mẫu ở nhà mình rồi, mình có lấy sẵn một bộ mẫu ở nhà rồi. Thì đây là cái bộ mẫu này. Chung là cái loại tem này thì nó chất lượng nó rất là tuyệt vời nha anh em. Chất lượng nó là số 1 luôn ạ. Đây. Đây nha anh em. Đây mình có một bộ mẫu này. Mẫu thì mình đã lột sẵn này ra nha. Thì nói chung là nó rất là dày luôn em.
rất là dày luôn. Và anh em chúng ta lưu ý nha, khi mà anh em mua bộ tem này về thì anh em phải lấy máy sấy á, anh em sấy cái mặt này trước đi, rồi anh em hãng lột ra để tránh cái trường hợp nó bị cái lớp keo ở ngoài nó dính chắc quá, nó sẽ lôi luôn cái lớp sơn tem ra nha. Cho nên là anh em lấy máy sấy, anh em sấy khô cái lớp này ngoài, rồi anh em hãng lột để tránh tình trạng nó bong nha. Vì cái loại keo 3M này nó dính rất là chắc. Và đặc biệt luôn, cái loại tem này anh em nhớ chúng ta đem cho những cái thợ lành nghề, những cái thợ lâu năm họ dán thì nó mới chuẩn nha. Vì anh em lưu ý ta không nên dán tại nhà, tại vì lỡ mà nó dính vô rồi rất khó để lột ra, vì cái keo này nó dính rất là chắc luôn. Tại vì anh em biết rồi, tem zin, keo zin, tem 3M đó thì cái độ dính của nó cực kỳ trâu bò luôn. Đây này, lưng nó 3M nha. Anh em nào chưa biết về công ty 3M thì công ty 3M đó là công ty của Mỹ, chuyên cung cấp các loại tem cũng như là đề can dán cho những cái loại cao cấp zin nha, chỉ làm hàng zin thôi. Và một cụm băng keo của nó thì hiện tại cũng rất là đắt tiền luôn. Những cụm băng keo hai mặt của nó có khi lên tới vài trăm ngàn cho tới 1 triệu đồng một cụm nữa. Nó còn làm thêm những cái loại như là keo chống cái gì, băng keo chống đạn, rồi keo siêu dính siêu bền gì đó. Nói chung rất là nhiều. Thì một bộ đây, tem lửa anh em mua sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 miếng nha. 6 miếng tương đương với lại đây này, mỗi miếng thì nó sẽ có một cái tem khác nhau. Đó, mã đây GN5 GN5 C100 nha. GN5 C100 này có chữ Thái này. Đấy. ASEAN Honda. Rất là đẹp luôn. Nói chung là anh em nào chơi loại tem này thì mình chúng ta không phải nghĩ tới chất lượng này nha. Lưng 3M thì quá chất rồi. Đó, C100 mã GN5 nha. Đó, một bộ thì nó sẽ gồm có đầy đủ các miếng ở trên nhựa luôn, như là hai miếng tem nẹp nè. Này, hai miếng cốp sau nè, hai miếng cốp dưới nè. Đó, nói chung là một bộ nó sẽ gồm 6 miếng nha, cho anh em tha hồ dán luôn. Thì một bộ này giá nó là 1.300.000. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với shop mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha.